Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 ạ, hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 28 tháng 4 năm 2024 ạ. Và hiện tại hôm nay đang là ngày nghỉ lễ thứ hai rồi. Em xin được chúc tất cả các cô chú anh chị và các bạn có một kỳ nghỉ lễ bên người thân và gia đình thật là vui vẻ cô chú anh chị nhé. Và giới thiệu với tất cả các cô chú anh chị thì hôm nay ạ, bên cơ sở lan rừng nhà em đang về những cái mặt hàng rất là đẹp, đặc biệt là những cây hàng dáng hương đuôi cáo, những cây lan Phú Thọ HO đang nụ cực kỳ là đẹp, rất là nhiều những cái dòng hàng đáng sưu tầm trong buổi tối ngày hôm nay cô chú anh chị nhé. Và với cái giá thì cực kỳ là rẻ luôn cô chú anh chị ạ. Những cây lan bây giờ rất là đẹp mà lại rất là rẻ, cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa làm cây giống rất là tuyệt vời. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc ạ. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Do em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển nhé. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện nhắn tin hoặc số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Và mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan đùi gà tròn ạ. Em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái lô lan kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng. Kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhé. Hiện tại thì bên em đang có một cái giò kiều mỡ mà đang nở hoa cô chú anh chị này, để cô chú anh chị có thể ngắm cái mặt hoa luôn. Cô chú anh chị có thể sưu tầm sở hữu những cây kiều mỡ gà đây ạ, cái mặt đông của kiều vuông mỡ gà vùng Cao Bằng quê em nhé. Và cô chú anh chị có thể nhìn thấy là thân bé tí xíu này, cái giò này là một cái giò rất là bé. Giò này là một cái dề mà kiểu như là không biết làm sao mà có cái dề bé tí xíu thôi cô chú anh chị ạ. Đây ạ, có một cái dề có vài nhánh như thế này thôi cô chú anh chị nhé, vài nhánh thôi. Mà hiện tại thì đang ra hai cái chủng nụ rất là đẹp như thế này này. Đó, cô chú anh chị thấy ạ, cái màu vàng mỡ gà rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đây là chuẩn cái màu sắc của kiều vuông mỡ gà. Và như em đã nói là cái kiều bên em thì thân không có cao lớn như những vùng miền khác, nhưng mà rất là sai bông đây cô chú anh chị. Đấy, chùm hoa cũng rất là lớn, dài, đẹp như vậy. Và cái lô hàng hiện tại em đang có để giao lưu cùng cô chú anh chị ở đây. Treo vào đi. Thì hoàn toàn là đang nụ thôi cô chú anh chị nhé. Mà chưa có nở hoa đâu ạ. Chưa có nở hoa mà đang nụ thôi cô chú anh chị nhìn này. Ôi trời ơi, nụ rơi mất rồi. Đây này có những cái nụ này. Đây này cô chú anh chị này, nụ tròn vo như này này. Nó chưa có nở hoa đâu cô chú anh chị ạ. Cái này thì cái chỗ mà người ta đi lấy ấy thì cũng cách khá xa nhà em, vào nó cũng cái thời tiết nó cũng lạnh hơn hay sao ấy, nên là hiện tại thì cây đang nụ cô chú anh chị ạ, đang nụ thôi nhá. Và ở đây này, cây này bông này thì chuẩn bị bung này cô chú anh chị này. Em có 3 lô duy nhất thôi ạ. Nó là nguyên một dề luôn ấy cô chú anh chị này. Nào, nụ rất là đều luôn. Đáng lẽ ra nó có thêm cả những cái nụ này, nhưng mà nó bị rụng đi một số nụ ấy cô chú anh chị. Nhưng mà cũng còn nhiều nụ lắm cô chú anh chị này. Đây này. Đó, một cái dây kiều rất là đẹp luôn. Đó, cũng còn khá là nhiều nụ đấy cô chú anh chị. Thì em mới bảo là cô chú anh chị cứ lấy giúp em khi mà hàng chưa nụ đi ạ. Một cái dề nguyên một dề nhá cô chú anh chị nhá, rất là nhiều thân hoa. Và cái dây kiều mỡ này xin phép em được bán với giá là 140.000 cho dề kiều này cô chú anh chị nhé. Cực kỳ là đẹp luôn ạ. Một cái dề kiều thân đều tăm tắp, không quá dài, không quá ngắn. Cái lô kiều vuông thứ hai ạ, kiều mỡ gà thứ hai. Cái lô này em xin phép được bán với giá là 110.000. À 100.000 đi cô chú anh chị, 100.000 đi ạ. Lô số 2 là 100.000. Và lô số 3 em bán với giá là, thôi lô này em bán với giá là 110.000 nhé. Và lô bên này sẽ là 100.000 này, lô số 3 là 100.000 cô chú anh chị ạ. Và sang bên này đây sẽ là, đây, cái kiểu mỡ. Thôi, em bán cái này chứ, kiểu mỡ. Rồi ạ, và bên này đây ạ, em còn có cả những cái chậu lan kiều vuông mỡ gà nhé, kiểu mỡ. Và cái lô kiểu mỡ này thì hoa đã sổ tại vườn. Cái hàng này thì cái mặt hoa là cái mặt hoa vàng rất là đậm như thế này, nên là được nhà vườn nhân giống nhé cô chú anh chị nhé. Nó vàng rất là đậm luôn, đấy kiều mỡ gà đấy ạ. Và cái hàng này thì nó không khác gì những cây kiều mỡ gà của bên Thái đâu. Tuy nhiên thì em so sánh thấy rằng là những kiều, đây là những chậu kiều mỡ của bên Việt Nam mình trồng ấy, thì nói chung so với hàng Thái là chậu khỏe đẹp hơn và nhiều thân hơn cô chú anh chị nhé. To khỏe đẹp hơn và nhiều thân hơn. Nhập trong giá trong nước nên là cũng rẻ hơn ạ. Và một cái chậu như thế này thì em đang để giá là 150.000 thôi cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây cũng là cái dòng lan kiều. Và bên này sẽ là những cái chậu lan kiều tím yên tử này cô chú anh chị này.
Những chậu lan kiều tím yên tử rất là nhiều thân luôn ạ, cô chú anh chị nhìn cho em. Kiều tím yên tử thì phải nói là một trong những mặt bông kiều là đẹp nhất trong tất cả những cái mặt bông của dòng lan kiều cô chú anh chị ạ. Cực kỳ là giá trị và rất là đẹp. Mặt bông của dòng lan kiều tím yên tử đây cô chú anh chị cùng em ngắm này. Cái vẻ đẹp, một cái vẻ đẹp mà tím đậm, mà tím hồng rất là đậm mà lại mà trong veo như là những cái viên ngọc, mỗi một cái cánh hoa, mỗi một bông hoa rất là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Đó, cái sắc hoa của kiều tím yên tử đây cô chú anh chị nhé. Và em xin phép bán một cái chậu lan kiều tím yên tử đẹp như vậy đấy ạ. Thân to mập mạp ú và đảm bảo cây rất là khỏe. Cô chú anh chị mình có thể sở hữu những cái giỏ kiều với cái mặt bông rất là đẹp như thế này. Và giá chỉ có 140.000 cho một giò thôi. Thì thực sự là cái cây kiều tím yên tử, những cái chậu như thế này cô chú anh chị tìm hiểu giá chắc chắn là không có dưới 200.000 đúng không ạ? Những nơi khác chắc chắn là người ta không bán dưới 200.000 đâu ạ. Và bên này đây thì em có hai cái lô hái mốc hồng duy nhất này cô chú anh chị này, hai lô hái mốc hồng duy nhất ạ. Lô này gọi là hai lô hái mốc hồng duy nhất nhá. À cô chú anh chị mình có thể tính theo cân cũng được. Hoặc là mua theo lô như thế này, mỗi một lô như thế này gần đến đâu đây đến cả 40-50 hoặc là cả 100 cây ấy ạ. Và một cái lô hái mốc hồng như thế này em có hai lô duy nhất thôi cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị có thể cùng em ngắm cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời với dòng lan hái mốc hồng. Thường là hoa của nó sẽ nở vào đúng cái thời điểm Tết ấy, mà bên Trung Quốc người ta trồng thực sự rất là đạt luôn. Bên mình thì cây giống nhiều nhưng mà lại cứ phải mua hàng Trung Quốc về để mình chơi. Là bông hoa hái mốc hồng to như cái chén mắt trâu cô chú anh chị ạ. To như chén mắt trâu luôn. Đó, rất là đẹp. Phải nói là đẹp long lanh. Thì một cái lô hài mốc hồng như vậy em đang để giá có 40.000 cho một lô thôi cô chú anh chị ạ. Và bên này đây cũng là dòng lan hạ đây. Bên này đây này, em cũng có cái dòng lan hài, một cái chậu duy nhất là cái chậu lan hài Henry cũng đang chuẩn bị vào mùa hoa rồi. Cái mã màu bông của hài Henry này, sắc hoa tím hồng và cánh hoa dày cộp luôn, chuẩn bị đến mùa hoa của dòng lan hài Henry rồi đấy ạ. Và một cái chậu lan hài Henry như vậy thì em đang để giá là 100.000 cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là những cây lan dendro cô chú anh chị, những cây lan dendro xuân đây ạ, những chậu lan dendro dendro xuân mà cái dòng hoa vàng như thế này cô chú anh chị nhé, hoa vàng cực kỳ là đẹp như vậy đấy ạ. Và cái dòng này thì không chỉ đẹp hoa đâu, mà đẹp hoa đâu ạ, mà ngay cái thân lá, đây là cái bông hoa mà nở tại vườn của nhà em nhé cô chú anh chị nhé, nở tại vườn nhà em khi mà em trồng chăm thì được cái bông hoa, tức là em cất kỳ để em nhân giống ấy, thì được cái mã màu bông như kia. Đó, cô chú anh chị có thể nhìn cho em này. Một cái chậu lan như vậy em đang để giá có bao nhiêu ạ? 180.000 cho một giò thôi. Trong khi đó giá trên thị trường, cô chú anh chị có thể tham khảo giá trên thị trường, người ta bán đến 300.000. Bên này đây cũng là những cái giò đen đô xuân. Thì mỗi một cái chậu đen đô xuân này em bán với giá là 150.000 cho một giò, rất là xung xuê. Và tiếp sang bên này đây ạ, thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan hoàng thảo thập hoa. 1 kg của dòng lan hoàng thảo thập hoa này có giá chỉ có 130.000 thôi cô chú anh chị ạ. 120.000 chứ cô chú anh chị. 120.000 cho 1 kg của dòng lan hoàng thảo thập hoa. Cái hàng thời điểm bây giờ thì đã bắt đầu là chuẩn bị đến mùa nụ mùa hoa hết rồi, thân nào thân đấy căng mướt luôn. Đang chờ đợi cho một mùa hoa tuyệt vời nhá cô chú anh chị nhá. Hàng này thì cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa rất là trọn vẹn bởi vì cây chưa có nhú nụ đâu ạ. Nên là không có sợ bị ảnh hưởng nụ cô chú anh chị. Sang bên này đây thì em đang có những cây lan nào. Bên này đây sẽ là những cây lan kim điệp nhựa, hay người ta còn gọi là kim điệp thơm ấy cô chú anh chị. Cánh hoa dày cộp như là những cái bông hoa nhựa mà lại rất là thơm luôn. Đây là còn có một cái vài bông hoa nó sót lại này, cánh hoa bền, hoa rất là bền, cái độ bền nó phải tầm trên 2 tháng. Và hàng xanh tươi đẹp như thế này này cô chú anh chị, rất là những cái rề vừa tầm ghép luôn. Đây những cái bông hoa kim điệp nhựa đây cô chú anh chị, cái sắc hoa vàng rất là sáng và rất là đẹp mà lại vô cùng là thơm luôn ạ. Rất là thơm luôn cô chú anh chị nhá, nhìn đúng y như cái bông hoa nhựa luôn, cánh hoa dày cộp luôn ạ. 1 kg hàng này em đang để giá có 130.000 thôi. Từ trước đến nay thì giá của nó không dưới là không dưới 150 đâu ạ. Và sang bên này đây thì em đang có cái dòng lan đùi gà tròn của vùng Cao Bằng cô chú anh chị. Đùi gà tròn của vùng Cao Bằng này, hàng chi chít là nụ luôn mà cắt tỉa rất là kỹ nhá cô chú anh chị nhá. Thân thì như là gà dẹt luôn ạ cô chú anh chị. Nhưng mà khi mà sổ hoa ấy là hàng họng nhung đen rất là đẹp như thế này này. Hàng họng nhung đen rất là đẹp. Dạ. Hàng họng nhung đen và họng tim rất là đẹp như thế này cô chú anh chị nhá. Của mặt bông gà tròn rất là tuyệt vời như vậy. Mà sai bông vô cùng luôn cô chú anh chị có thể nhìn cho em này. Đây là những cái cây lan mà vẫn còn, đấy là còn nụ mất nhá. Có một số là bông hoa đã bị rụng rồi đấy ạ. Mà cô chú anh chị có thể nhìn thấy là nó xung xuê như thế này này. Hàng cực kỳ là đẹp luôn. 1 kg đùi gà tròn của vùng Cao Bằng này xin phép được bán với giá là 180.000 cô chú anh chị nhá. 180.000 cho cái lô đùi gà tròn của vùng Cao Bằng. Hoặc cô chú anh chị mình cũng có thể chọn theo cho em những rể này.
Mỗi một cái dề như vậy cô chú anh chị về làm là những cái được những cái tác phẩm rất là tuyệt vời luôn. Chỉ cần một thân hoa thôi nó đã rất là đẹp rồi cô chú anh chị ạ. Mà mỗi một cái dề như vậy thì thực sự khi mà cô chú anh chị lên giò sẽ là những cái tác phẩm vô cùng tuyệt vời. Thì hình này em gọi là cái hình số 4 nhá cô chú anh chị nhá. Hình số 4, em xin phép đi tìm hình số 4. Hình số 4 này không biết là bao nhiêu thân hoa cho xuể. Đẹp lung linh luôn cô chú anh chị ạ. Nếu mà đây, nếu mà nó mà nở hoa trên 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 vườn thì quá là đẹp rực rỡ đúng không ạ? Thì cái dề này, dề này em xin phép được bán nó với giá là 140.000 cho cái dề này cô chú anh chị nhá. 140.000 cho dề này cô chú anh chị ạ. Rất là sum suê luôn, đầy hoa. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 5. Hình số 5 ạ. Hình số 5 này em xin phép được bán nguyên của một dề. Đó, hàng này thì đã hết hoa rồi cô chú anh chị ạ. Cái dề này em xin phép được bán với giá là 130.000 này cô chú anh chị này, nguyên một cái dề luôn. Cái dề này thì nó không khác gì là hàng thuần luôn ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 6 này. Hình số 6 này xin phép em được bán với giá là 110.000. Và sang hình bên này sẽ là hình số 7 ạ. Hình số 7 thân dài nuột nà luôn cô chú anh chị. Thân nào thân đấy rất là dài luôn mà siêu nhiều thân hoa ấy ạ. Tiếc là bây giờ đã qua mùa hoa rồi chứ ạ. Nếu mà đang là mùa nụ thì cô chú anh chị về thưởng thức thì quá là xuất sắc. Hình tiếp theo là hình số 7 này, xin phép em được bán với giá là 170.000 cho dề này cô chú anh chị nhá. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 8 ạ. Hình số 8 này em xin phép được bán với giá là 160.000 đây cô chú anh chị. Và bên này đây sẽ là chầm tím hàng rừng ạ. Em chầm tím rừng cô chú anh chị nhá. Chầm tím rừng ạ. Em nghĩ rằng là bất cứ một anh chị chơi lan nào chắc chắn là trong sân vườn của mình không thể thiếu những cái bông chầm tím đúng không ạ? Hàng thời điểm bây giờ đang chi chít là nụ luôn như thế này này cô chú anh chị này. Đó. Cô chú anh chị về sẽ được thưởng thức những cái bông hoa chầm thực sự là thơm ngát luôn. Thơm ngát một cách trọn vẹn luôn. Em đang để giá có 350.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Cây không quá dài, không quá ngắn. Đủ để cô chú anh chị có những thân hoa đẹp tuyệt vời để thưởng thức. Và những cái mầm gốc rất là đẹp như thế này để làm cây giống cô chú anh chị ạ. Và 1 kg giá chỉ có 350.000 thôi. Hàng tuyển chọn mà giá thì lại rẻ hơn bất cứ khi nào luôn cô chú anh chị ạ. Bởi vì em đang nhập với cả cái mối mới và cái giá thì có phần là rẻ hơn. Nên là cái giá của em ở đây đang bán với giá chỉ 150.000 trong 1 kg. À, 350.000 trong 1 kg và em bán từ 0,2 kg. Cô chú anh chị nhìn cho em với một cái lượng hàng là 0,2 đấy ạ. 70.000 thôi. Cô chú anh chị có một cái phần trầm rất là tuyệt vời như vậy nhá. Hoặc ở đây thì em đang có những cái giò lan trầm rất là xinh đấy ạ. Cô chú anh chị hàng cũng đang nụ đây này, mầm gốc này. Đó, đang nụ mầm gốc nhá. Về cô chú anh chị có thể dễ dàng trưng trong phòng khách, bàn làm việc hay thậm chí là phòng ngủ để vừa ngắm hoa, vừa được thưởng thức cái mùi hương thơm tuyệt vời của cây trầm này. Em đang để giá còn vài chậu thôi cô chú anh chị ạ. Em xin phép bán với giá chỉ có 50.000 cho một chậu, em còn vài chậu thôi nhá. Một cái lô hoàng thảo đơn cam, thời điểm bây giờ cây đơn cam đang lên mầm đây cô chú anh chị. À, vẫn còn có một nụ hoa sót lại này. Cái lô hoàng thảo đơn cam này em xin phép được bán cho cô chú anh chị nào muốn sưu tầm đấy ạ. Với giá cả lô này là 60.000 cô chú anh chị nhé. Cả lô này là 60.000. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái cây lan. Và sang bên này đây ạ, em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan hạc đỉnh hồng cô chú anh chị nhé. Em nghĩ rằng là khả năng là chắc là sẽ có rất là nhiều cô chú anh chị mà chưa được thưởng thức cái mặt bông hoa rất là to và rất là đẹp của dòng lan hạc đỉnh hồng này đâu đúng không ạ. Đây là cái mã màu hoa của dòng lan hạc đỉnh hồng cô chú anh chị nhé. Những cây hạc đỉnh hồng nở trên rừng đây ạ. Đây ạ, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Những bông lan hạc đỉnh hồng trục ở trên rừng. Và cái hạc đỉnh hồng này thì hoa của nó sẽ nở vào cái thời điểm là thời điểm Tết ấy. Bây giờ vừa ấy qua mùa hoa xong và cũng là cái mùa mầm lên rất là đẹp luôn như thế này. 1 kg giá cửa rừng luôn cô chú anh chị nhé. Có 60.000 trong 1 kg thôi. Thì hàng thì nói chung là em đã cắt cái thân cao vút của nó đi hết rồi. Thực ra nó là rất là cao nhưng em cắt đi hết để đảm bảo cô chú anh chị có thể có được nhiều cây giống đấy ạ. 1 kg với giá 60.000 thôi cô chú anh chị nhé. Giá hàng cửa rừng cho cô chú anh chị mình. Nửa kg cô chú anh chị được rất là nhiều luôn. Đây cô chú anh chị có thể tham khảo giá. Em thấy là nhiều nơi người ta bán đấy ạ. 1 kg hạc đỉnh hồng như thế này người ta bán đến 100.000 cô chú anh chị. Đó, vừa có mùng 6 tháng 1 ở đây thôi cô chú anh chị nhé. Thì ở đây em đang để giá 1 kg với giá có 60.000 thôi. Sang bên này đây sẽ là những cây lan nhạn An Ba cô chú anh chị ạ. Hay còn gọi là cái dòng lan hoàng nhạn va nhá, những cây lan hoa vàng và họng trắng. Rất là xinh đẹp mà đáng sưu tầm. Mặt bông của nhạn An Ba chuẩn hoa như vậy. Và một cái chậu lan nhạn An Ba như này em đang để giá với giá chỉ có
có 110.000 cho một chậu thôi. Và đặc biệt là những cái cây lan hoàng nhạn tháng 8. Hàng này thì sẽ chuẩn hoa luôn cô chú anh chị nhá. Sẽ chuẩn hoa vào tháng 8, cây rất là cao, rất là lớn rồi. Có thể cho hoa mùa này hoặc là mùa sau là cho hoa luôn rồi cô chú anh chị. Cây từ ít nhất là 5 cặp lá trở lên đấy ạ. Giá là 250.000 cho một cái chậu lan hoàng nhạn tháng 8 như thế này cô chú anh chị nhá. Chuẩn hoa vào tháng 8 luôn. Và sang bên này đây là những cây lan vũ nữ. Dòng lan vũ nữ 7 màu rất là xinh đẹp ở đây ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Và mỗi một cái cây lan vũ nữ 7 màu như thế này này, nó sẽ có hai ngồng hoa, vừa nụ vừa hoa mà phải nói là siêu bền hoa luôn ạ. Cô chú anh chị mình có thể ghép giúp em mỗi một chậu là vài ba cây. Vài ba cây mỗi một chậu như này em đang để giá có 40.000 thôi cô chú anh chị ạ. Đẹp từ thân lá luôn cô chú anh chị. Cái thân lá tròn giả hành tròn vo và cái lá cũng tròn vo rất là xinh. Nói chung là đẹp từ thân lá luôn ạ. Đến cái mặt bông hoa rất là tuyệt vời như thế này này. Giá có 60.000 cho 40.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhá. Mà em thấy đâu đây là giá trên thị trường hiện tại. Người ta cũng đang bề bán đến 60.000 đấy ạ. Vũ nữ 7 màu cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị có thể thấy là có những cây sắc vàng, có những cây nói chung là cái dòng rất là xinh như vậy. À, em cũng xin phép được nói thêm là cái giá thể ở đây hiện tại đang trồng trong vỏ thông. Và khi mà em vận chuyển đi xa thì cái giá thể vỏ thông này có thể bị sóc và có thể bật cây. Cô chú anh chị mình vui lòng là chặn lại cho em và nó không có ảnh hưởng gì cô chú anh chị nhé. Cây phát triển bình thường không có ảnh hưởng gì ạ. À, bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan thông đất hay còn những cây thông đất hay còn gọi là cây dâu rồng. Hàng về tươi roi rói và rất là đẹp luôn, toàn những rề thôi cô chú anh chị ạ. Cây thông đất này cô chú anh chị về có thể trồng làm tiểu cảnh này. Và ngoài cái tác dụng làm tiểu cảnh ý, thì cây này thì bên Trung Quốc cũng thu mua rất là mạnh. Với cây mà mang cái tính dược liệu rất là tuyệt vời, đó là nó có thể giúp hỗ trợ và điều trị bệnh teo não của tuổi già. Ngay cả khi mà mình chưa có bị bệnh đâu ạ, mình vẫn có thể đun nước uống để mà nó duy trì và giúp duy trì cái trí nhớ rất là tốt luôn cô chú anh chị nhé. Đó là cây thông đất này này. Đấy thì 1 kg với giá chỉ có 100.000 thôi ạ. Hoặc là cô chú anh chị mình cũng có thể chọn hàng theo hình ở đây cho em. Em đang có hai cái rề rất là bự luôn này cô chú anh chị này. Hình này gọi là cái hình số 1 này. Đó, nguyên một cái rề to đùng cách mạng như thế này cô chú anh chị. To đùng cách mạng như này. Với giá ở đây đang có giá chỉ có 110.000 thôi, một cái rề khổng lồ cô chú anh chị nhé. Tiếp theo sẽ là hình số 2 ạ. Hình số 2 cái hình này với giá là bao nhiêu nhỉ? Hình số 2 này với giá chỉ có 60.000 này cô chú anh chị. Rất là dề rất là to luôn rồi ạ. Hàng dề này cô chú anh chị về yên tâm luôn. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 3. Hình thông đất số 3 nhé cô chú anh chị nhé. Hình thông đất số 3 này xin phép được bán với giá là 80.000 đây cô chú anh chị. Với dề rất là to luôn ạ. Sang bên này đây thì em xin được giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan dáng hương đuôi sóc. Không biết là cô chú anh chị mình có ai yêu mến cái dòng hoa dáng hương đuôi sóc không ạ? Chậu đuôi sóc này hiện tại đang là 3 vòi bông cô chú anh chị ạ. Và chậu này em gọi là chậu số 43, xin phép bán 140.000. Và chậu số 40, chậu bên này cũng có nụ nhá cô chú anh chị nhá. 44 là cây rất là đẹp luôn này cô chú anh chị này, nụ này, nụ bò tận dưới này này cô chú anh chị. Đang có một nụ bò tận dưới này em bán là 140.000. Và sang bên này đây là những cái bảng phi điệp vàng. Hàng đang chờ đợi hẹn hò cho một mùa hoa tháng 8 đây cô chú anh chị. Cái bảng phi điệp vàng đây ạ. Đó cô chú anh chị nhìn cho em là thân nào thân đấy, rất là mập và khỏe như thế này. Cây phi điệp vàng thì sức sống rất là mãnh liệt. Và cái bảng này gọi là bảng số 1 này với giá là 110.000. Bảng số 2, bảng phi điệp vàng số 2 đây cô chú anh chị với giá 110.000. Điệp vàng số 3 với giá 100.000. Và số 4 bên kia cô chú anh chị nhá với giá 100.000 thôi. Những cái dề lan sơn thủy tiên ạ. Những cái dề lan sơn thủy tiên cô chú anh chị mình có thể hàng chuẩn họng nâu đen và nâu đỏ cô chú anh chị nhá. Hình này em gọi là cái hình 74 cô chú anh chị. Hiện tại cái họng này hàng này cánh hoa rất là đậm, màu vàng rất là đậm và cái họng cũng cực kỳ là đậm như vậy. Thì dề này ạ, bình thường cái giá trước đây khi mà mới đầu mùa chắc là phải rơi 700-800.000. Hiện tại em xin phép bán dề này với giá là 550.000, bán giá rẻ đến giá cuối cùng ở đây. Nếu mà không bán được thì em sẽ cho vào vườn luôn. Hình tiếp theo hình 75. Đây, một cái dề rất là nhiều thân, cái họng quá đẹp luôn cô chú anh chị, cái bông hoa, cái họng nâu cực đẹp. Với hình số 75 này xin phép em được bán hình này với giá là 100 hình này với giá là 380.000 cô chú anh chị nhé. 380.000 rất là đẹp. Và hình tiếp theo sẽ là hình 76 ạ. Dề này em xin phép được bán với giá là 350.000 này. Đã, 3 dề sơn thủy tiên hàng họng nâu đen thôi ạ. Và tiếp sang bên này thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là những cái mã gà trắng. Em xin phép được giới thiệu nhanh nhé cô chú anh chị nhé. Và chuẩn hoa cho cô chú anh chị nào mà yêu mến ạ. Muốn có được những cây hoa gà trắng như thế này. Cánh hoa trắng không tì vết và thơm cô chú anh chị nhé. Cái đặc biệt ngoài cái vẻ đẹp trắng kia không tì vết này nó còn rất là thơm nữa. Thì cô chú anh chị mình có thể sưu tầm sở hữu ở đây. Trước đây em mua mỗi thân 200.000. Hiện tại thì em đang để với cô chú anh chị, giao lưu với cô chú anh chị. Mà giá ở đây nó không...
không hề nó chưa bằng 1 phần 2 cái giá mà em đã mua đâu cô chú anh chị. Cũng rất là nhiều năm rồi và vài năm gần đây thì em cũng đã có cây giống để giao lưu cùng cô chú anh chị. Đấy ạ, một cái chậu như thế này là hai mầm mẹ một mầm gốc nhá cô chú anh chị nhá. Em đảm bảo cô chú anh chị rằng chỉ cần 2 năm thôi cô chú anh chị có tác phẩm đẹp luôn. Sang năm là cái giò này là cô chú anh chị đã có 4 tầm như thế này là sẽ phải có đến bao nhiêu nhỉ? Bây giờ là 4 này. Sang năm thêm 2 nữa là 6 rồi đúng không ạ? 6 thân rồi. Đó cô chú anh chị. Thì cái giò này em đang để giá với giá bao nhiêu ạ? Có 140.000 thôi cô chú anh chị nhá. Gọi là hình số 54. Và hình bên này đây sẽ là hình số 52 này. 52, cái hai mầm gốc, ba mầm gốc rất là mập và đẹp như vậy. Chậu này em bán với giá là 160.000 này. Và chậu bên này sẽ là chậu 51 ạ, cũng cực kỳ là tuyệt vời luôn nhé. Thân rất là to mập. Chậu này em bán với giá 170.000. Sau bên này sẽ là những cái chậu địa lan quân tử cô chú anh chị ạ. Cây địa lan quân tử. Vẻ đẹp hoa không kém cạnh bất cứ một cái loại lan nào. Mà cái thân lá thì lại rất là đẹp. Cái dòng lan trồng trong nhà vừa mang ý nghĩa phong thủy mà lại còn mang cái tác dụng rất là tuyệt vời, đó là giúp loại bỏ, thanh lọc không khí rất là tốt cô chú anh chị nhé. Loại bỏ những chất khí độc hại và loại bỏ ngay cả những tia sóng từ điện thoại hay tivi. Giá của một chậu quân tử như vậy có 70.000 thôi cô chú anh chị ạ, mà nở hoa cũng rất là tuyệt vời. Đấy, thì một cái cây lan như vậy trồng trong nhà tạo không gian xanh mà lại mang cái tác dụng rất là tuyệt vời thì em nghĩ là đáng có đúng không ạ? 70.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị. Sang bên này đây sẽ là những cái mã 5 cánh trắng HO và 5 cánh trắng Phú Thọ cô chú anh chị. Đây này cô chú anh chị này. Những năm ngoái cũng vào cái thời điểm này. Đây là những cây 5 cánh trắng Bình Dương hay là mắt hí Bình Dương đấy ạ. Năm ngoái là em có bán cho cô chú anh chị là những cái kỳ rất là bé. Với cái giá thì cực kỳ là rẻ và em thì em cũng có để lại vài kỳ để em trồng để xem cái mặt hoa của nó như thế nào, có chuẩn hay không. Thì đây cô chú anh chị nhìn cho em cái kỳ của nó trước đây em trồng là nó to bằng cái tăm ấy cô chú anh chị ạ. Mà bây giờ này, được cái thân nó đẹp như thế này, thực sự như kiểu như là cây khổng lồ, cây không hiểu sao mà nó có thể to lớn được như vậy. Khi mà em trồng thì em nghĩ là thậm chí nó có thể chết. Mắt hí Bình Dương cô chú anh chị. Nói chung là những cái dòng năm cánh trắng thì em nghĩ rằng là mình không thể nào mà phủ nhận cái vẻ đẹp của nó đúng không ạ? Không thể phủ nhận cái vẻ đẹp của nó luôn, bông hoa to đùng luôn này cô chú anh chị này. Không thể phủ nhận một vẻ đẹp luôn mà đẹp thì mình cứ chơi thôi đúng không ạ? Rẻ đẹp thì cứ chơi thôi ạ. Đó. Chứ chả có việc gì phải dị ứng với cả dòng lan va cả. Hoa nó rất là đẹp. Thì ở đây em đang có những cây Phú Thọ và HO thôi. Hiện tại em đang có những cây Phú Thọ và HO để cô chú anh chị mình thưởng thức sưu tầm thôi cô chú anh chị nhá. Đây này, cái chậu này chính là cái chậu Phú Thọ ạ. Một cái mặt bông mà phải nói rằng là cơ sở của dòng lan va đúng không ạ? Chậu này ba thân hoa, ba thân đang nụ này và mầm gốc cũng là ba thân cực đẹp luôn. Giò này xin phép em bán là 140.000 thôi cô chú anh chị ạ. Ba hẳn ba thân hoa nhá cô chú anh chị nhá. Ba thân hoa ba mầm gốc trước đây giá 1 triệu một sen, vài triệu một sen thì khó sưu tầm rồi. Còn bây giờ là một cái chậu lan đẹp như thế này có hơn 100.000 thì em nghĩ rằng là đáng thưởng thức đúng không ạ? Hình tiếp theo sẽ là hình 56 và cây mập khỏe như thế này thì sang năm cô chú anh chị có cái tác phẩm rất là đẹp nữa rồi. Và hình tiếp theo hình 56 một mẹ một mầm gốc và cũng là một cái thân đang nụ để cô chú anh chị lấy về làm giống và thưởng thức hoa cô chú anh chị nhá. Đấy rất là nhiều nụ luôn cô chú anh chị ạ. Như cái giò của em kia chỉ có hai hoa thôi mà thơm ngát rồi. Cái giò này xin phép em bán với giá chỉ 100.000 này. 57 này, 57 cũng giá 100.000 luôn, một thân hoa một mầm gốc và 58 ạ. 58 đây, 3 thân hoa 3 mầm gốc em bán với giá là 140.000. Đấy, tùy cô chú anh chị mình lựa chọn. Tiếp theo là 59, cũng là Phú Thọ này, 2 mầm gốc to đùng luôn, một thân hoa 110.000 cho chậu này cô chú anh chị nhá. Và hình tiếp theo là hình 60 ạ. 60, 2 mầm gốc và một thân hoa cô chú anh chị ạ. Giá bao rẻ nhất cả thị trường cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Cây này em xin phép được bán với giá là 110.000 ạ. Và sang hình tiếp theo là chậu số 61, 2 thân hoa 3 mầm gốc, 4 mầm gốc luôn cô chú anh chị ạ. 4 mầm gốc luôn chứ không phải là 2 mầm gốc luôn ạ. Hai thân hoa của chú anh chị nhé. Và chậu này em xin phép được bán là 140.000 ạ. Và hình tiếp theo 62 ạ. 62, 110.000 cho giò này, hai mầm gốc, một thân hoa. 63, một siêu dàn mầm gốc đây. Đó, 2, 4 mầm gốc to đùng luôn cô chú anh chị nhé. Và hai thân hoa. Cây này, Phú Thọ này, đây, có hai cái thân mẹ đang nụ nhá. Mới tội là nó cũng hơi ngắn thôi. Chậu này em xin phép được bán với giá 120.000. Chủ yếu em bán cây giống thì cô chú anh chị có vài bông hoa để cô chú anh chị về ngắm thôi cái chậu này này. Và sang hình tiếp theo là hình 64, cũng là cái cây này là cây HO cô chú anh chị ạ. HO một cái cây đẹp thân lá và cái bộ khuôn bông hoa bầu tròn thì đẹp thôi rồi cô chú anh chị. Trước đây giá 7 8 triệu một sen đúng không ạ? Năm trước là năm 2022 ấy, em mua một cái chậu
rơi vào 25 sen thôi mà trên 60 triệu cô chú anh chị ạ. Thì hiện tại thì cứ treo để đấy thôi ạ. Đây, còn bây giờ cô chú anh chị mình có thể sở hữu những cái cây HO này. Chậu này gọi là chậu 64. Chi chít là nụ và mầm gốc đẹp như thế này với giá bán 100.000 luôn ạ. Hình 65 nhá cô chú anh chị nhá, hai mầm gốc ạ. Hai mầm gốc. Hai mầm gốc một cây mẹ, cao vút đẹp, nụ chi chít, giá 110.000 và hình tiếp theo 65. 65 là một hai hai mầm gốc hai thân hoa cô chú anh chị ạ. 140.000 cho chậu này. Và chậu số 67, một mầm gốc một thân hoa 100.000 cô chú anh chị. Thậm mầm một tất cả là đều đang nụ để cô chú anh chị mình đảm bảo được thưởng thức hoa nhá. Tiếp theo hình 68, hai thân hoa hai mầm gốc ạ, đẹp mộng mơ cô chú anh chị. Với giá em bán là 130.000 cho giò này nhá. 68 130.000 hai thân hoa, đáng thưởng thức đúng không ạ? Và sang hình tiếp theo là 69 này, hai thân hoa hai mầm gốc. Cũng bán với giá là 140.000 ạ. Và hình tiếp theo là hình số 70, hai mầm gốc một thân hoa. Chi chít nụ, chậu này em bán với giá là 120.000. 120.000. Và sang hình tiếp theo hình 71 ạ, hai thân hoa hai mầm gốc. Hai thân hoa một mầm gốc chứ. Em bán với giá chậu này là 130.000 ạ. Và sang hình tiếp theo là 72, cô chú anh chị nhìn cho em cái giàn nụ đi ạ. Mê mẩn luôn cô chú anh chị. Thân cao vút khoảng tầm 70 sen, nụ chi chít luôn, ngắm hoa đã mắt cô chú anh chị ạ. Chậu này hai mầm gốc luôn ạ. Em xin phép bán 120.000 cho chậu này. Và 73 cũng là hai mầm gốc một thân hoa. 120.000 cô chú anh chị nhá. À thôi bán 110.000 đi cái cho chậu này là chậu 73. Và bên này hai giò tam bảo sắc cô chú anh chị, hai giò tam bảo sắc về cô chú anh chị chỉ việc treo và chờ thưởng thức hoa thôi. Cái mùi hương tam bảo sắc thì quá là thơm rồi. Chậu này xin phép bán giò này bán thanh lý xả hàng. Hình này em bán chậu này với giá là 100, giò này 110.000 này. Giò bên này với giá 80.000 này, giò số 2 tam bảo sắc số 2 với giá 80.000 thôi. Tây bạch nhạn và hoàng nhạn cho cô chú anh chị mình sưu tầm. Hàng này là hàng rừng và em thì không, nói chung là chăm không được khéo. Chậu hoàng nhạn này là gọi là 4 năm 100 bao nhiêu nhỉ? 120.000, 46, 120.000 và 47, 90.000 thôi ạ. 48 bạch nhạn 110.000, bạch nhạn nhé cô chú anh chị nhé. 49, 120.000 cho chậu bạch nhạn này. Và 50 cái chậu bạch nhạn này với giá là 120.000 này. Rồi ạ, sang bên này đây cô chú anh chị cùng em lựa chọn những cây dáng hương đuôi cáo cô chú anh chị nhé. Những cây dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng ạ. Có những cây xếp cực kỳ là đẹp và có cả những cây hoa phân nhánh nhé cô chú anh chị nhé. Hình này ạ, một cái cây hoa cáo hoa phân nhánh này. Hiện tại cái cây này thì cũng đang nụ đây cô chú anh chị. Nụ cái sắc nụ khá là đậm này, không biết là cái mặt hoa của nó như nào. Cây này thì đang phân nhánh đây ạ. Và còn là cây mẹ con cô chú anh chị nhá. Một cây mẹ con cáo hoa phân nhánh rất là xinh này. Xin phép em được bán cây này với giá là 200.000 nhá cô chú anh chị nhá. Là cây mẹ con luôn đấy ạ. 200.000 cho cây cáo hoa phân nhánh này. Sang bên này đây thì em xin được hình này gọi là cái hình số bao nhiêu nhỉ? Hình số 9. Rồi em giới thiệu từ cái hình bên nào trước nhỉ? Bên dưới này trước đi, em giới thiệu ngược đi trước đi cô chú anh chị nhá. Ngược nha cô chú anh chị nhá. Hình số 32 ạ. 32 này 8 cây cáo. Hàng không bỏ lá chân nhá, nên là đảm bảo cây rất là khỏe. Không có mùa nào đẹp hơn cái mùa này cô chú anh chị ghép cáo đâu ạ. Vừa được xem cái mặt bông mà lại còn vừa được được cây giống trồng rất là dễ sống. Cây này lá hơi nhăn một tí. Một cái lô cáo này có 8 cây cô chú anh chị ạ, không bỏ lá chân. Nhiều cây có nụ luôn cô chú anh chị nhá. Và giá của hình 32 này em xin phép được bán với giá là 150.000 cho hình 32 ạ. Nhiều cây có nụ. Đó, và đang độ thanh niên cô chú anh chị nhá. Tiếp theo sẽ là hình số 31. 31 này là cái hình này là có 7 cây ạ, tổng 7 cây. Tổng 7 cây. Cũng đang rất là nhiều cây có nụ. Hình này xin phép em bán là 100. Đây, có cả hàng dề mẹ con nhé cô chú anh chị nhá. Dề mẹ con luôn đây. Dề luôn ạ, 7 cây lớn nhỏ. Và hình này xin phép em bán là 140.000. 7 cây 140.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 30 ạ. Cây nụ rất là đẹp luôn cô chú anh chị, 4 cây. 5 cây ạ. 5 cây cũng không bỏ lá chân và cây nụ rất là đẹp nhá cô chú anh chị nhá. Đây này. Đó, về cô chú anh chị. Như đây là một cặp đôi luôn này. 5 cây. 5 cây này em xin phép được bán hình này với giá là 150.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 29 ạ. 29 là một cái cây này, một mẹ một con này, nói chung là vận chuyển trên rừng về ấy. Nó hơi dập một chút xíu nhá cô chú anh chị nhá. Nhưng mà được cái là nụ này thì trắng luôn.
không biết là cái mặt hoa của nó như thế nào mà hiện tại nhú lên là trắng luôn. Và sang hình bên này là một cái giò gần như là nguyên bản luôn, gần như là nguyên bản luôn, tại vì vẫn còn có gỗ quấn ở chân, gỗ quấn ở chân luôn ạ. Và cái hình này xin phép em được bán nó với giá là 130.000 này, hình này 130.000 cô chú anh chị nhá. Đó, cả nguyên cả cái phần như thế này 130. Và sang hình tiếp theo ạ, một cái phần hình tiếp theo sẽ là hình số 28. Cái hình này thì một mẹ hai con nhưng mà hỏng, một mẹ ba con nhưng hỏng một con, nụ xanh biếc luôn này cô chú anh chị, về bát sổ này đây cô chú anh chị, nụ trắng xanh luôn. Đó, cái lá thì rất là to dày dài cô chú anh chị ạ. Những cây mà lá dài một chút to đẹp như thế này thì cái đụ hoa của nó cũng sẽ rất là dài luôn ấy. Cây này còn lá gân kẻ, nhìn như gần như là lá kẻ luôn này cô chú anh chị này. Cái hình này, hình này cả một cái lô cáo như vậy đấy ạ. Hình này gọi là hình số 28 của chú anh chị nhá. Hình số 28 cả một cái lô như thế này, xin phép em được bán với giá là 170.000, 160.000 cho hình này đi. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 27 ạ. Tính ra hàng kg thì lỗ luôn cô chú anh chị, cây nó rất là to. 160.000 thôi cô chú anh chị nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 3, hình số 27. Hình này 3 cây ạ. Hình này 3 cây. Cô chú anh chị, 3 cây nhá. Nụ này cô chú anh chị này. Cây rất là nhiều cặp lá và to, 3 cây to bự này. 3 cây này rất là to luôn, nặng trịch luôn cô chú anh chị ạ. Bao nhiêu cặp lá này? Cây này bao nhiêu cặp lá? 2 này, 4 này, 6 này, 8, 9 cặp lá rồi, nên là thả nào mà nó to thế, nặng thế, 2 4 6 7 cũng 8 cặp lá luôn ạ. Một cái phần cáo mà có 3 cây rất là to như thế này này, em xin phép được bán hình này với giá là 180.000 nhá. Và sang hình tiếp theo ạ, hình tiếp theo hình 26. À, cặp này hình này là một mẹ với ba con này, vận chuyển trên rừng về thì cũng hơi bị dập lá một chút, cây ngọn này này đang nụ này, mà cây này nụ đỏ âu nhá chú anh chị nhá. Đây. 2 cây, 4 cây, tổng 4 cây cô chú anh chị ạ. Cây này xếp rụt này. Đó, một cặp đôi xếp rụt này. Hình 4 cây này. 4 cây này năm trước năm trước em có 10 cây nó bị dập lá, thế xong rồi cuối cùng là em vứt ở bên ngoài cửa ấy, anh hàng xóm anh ấy mang đi trồng, sau là trồng lên một cái cây cáo mà cây rất là to luôn ấy, nó bị dập lá mà trồng lên là cuối cùng là được một cái cây cáo, đấy là cây cáo hoa trắng. Và quay trở lại nhờ em bán cho, cây đấy bán được hơn chục triệu. Đó, cây cáo hoa trắng của chú anh chị. Mà hôm đấy là em vứt bao nhiêu lâu ở bên ngoài cửa ấy, tại vì nó dập lá hơi nhiều. Nên là em không không trồng ấy ạ. Hình 26, 5 cây này. 5 cây này em xin phép được bán với giá là 170.000 cô chú anh chị nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 24 ạ, cũng là hình 5 cây cô chú anh chị. Hình 5 cây, hàng này thì xếp thẳng nhá chú anh chị nhá. Cây này cây mẹ con đấy. Nhưng mà nó người ta cắt này, người ta không biết đường cắt luôn, bằng cắt cả đi như thế này nên là nó bị tỉa đi thành là mất cái hình cây mẹ con đi. Hình này 3 cây cô chú anh chị ạ. 3 cây. 3 cây như vậy em bán với giá hình này là 190.000, 3 cây hàng là xếp thẳng tắp cao vút luôn, mà trong đó cây mẹ con nhá, 190.000 ạ. Và sang hình tiếp theo một cái hình cực đẹp luôn là hình số 30, hình này là hình 24. Ô, hình 24. Ơ thì cái hình này là em gọi là cái hình 24A nhá cô chú anh chị nhá. Hình này gọi là hình 24A. Hình 24A, một cái dề thân to đùng luôn. Trời ơi, nhưng mà vận chuyển trên rừng về làm sao mà để chảy xước cái thân đi như thế này rồi, xếp rụt luôn đấy ạ. Cái lá thì cũng rất là to, mà cây này thì có hai ngồng hoa luôn đấy cô chú anh chị. Hai ngồng hoa. Cây rất là to luôn, cây bên này cũng xếp đẹp này cô chú anh chị này. Đó, một cái hình này thì cây này cực kỳ là đẹp luôn đấy ạ. Nhưng mà nó bị đây, bị như này rồi này. Đây. Lung lay như thế này này. Mà cây thì vẫn nó bị cứa vào thân như thế này nhá. Đây nhá, cô chú anh chị nhá. Trời ơi. Thôi hình này em xin phép được bán với giá là 160.000 cho hình này đi ạ. 160.000 thôi cô chú anh chị nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 23 này. Hình số 23 này tổng là 5 cây ạ. 5 cây cái hàng cáo xếp. À, toàn là những cây thẳng tắp thôi cô chú anh chị ạ. 5 cây. 5 cây hàng đẹp như thế này. Hình này em xin phép được bán với giá là 100. Hình này em bán với giá là 190.000 cô chú anh chị nhá. 190.000 cho hình này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 24. Hình này nguyên 2 dề ạ.
Chỗ này là hai dề cô chú anh chị, mỗi một dề là 4 cây. Về cô chú anh chị có thể làm được hai giò. Và dề này, hình này xin phép em bán là 180.000 cô chú anh chị. Sang bên này sẽ là hình số 21 này. Những cây cáo này là những cây cáo giống cô chú anh chị ạ. Có tổng là 21 cây cáo giống, mà riêng những cây như thế này cô chú anh chị trồng khỏi phải bàn luôn. Lên đẹp khỏi phải bàn cô chú anh chị. Hình này em xin phép bán 140.000 ạ. Và sang tiếp theo sẽ là hình 20. Hình này là có 10 cây khá là lớn. Nè em bán là 140.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 19. 19 cây cô chú anh chị nhá. 19 cây này cũng là cây nhỡ nhỡ khá là to rồi, 150.000 những cây này cô chú anh chị trồng đến tầm như thế này bây giờ sang năm là quá đẹp luôn ạ. Sang hình số 18, 7 cây cô chú anh chị, 7 cây to đẹp, 7 cây gọi là tầm thanh niên luôn ạ. Nhiều cây có nụ nhá. Đó, cái hình này xin phép em bán là 180.000 cho hình này mà toàn hàng lá xếp ạ. Và hình số 17 này, 15 cây ạ, 150.000. 150.000 cho hình này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 5 cô chú anh chị, hình số 5. Hình số 5 này cũng là 5 cây rất là to luôn cô chú anh chị, cây mẹ con 5 cây nặng trịch luôn ạ. À, nụ xanh biếc luôn này cô chú anh chị này, nhìn rất là nhiều cây có nụ. Hình này em xin phép bán 180.000 nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là nguyên một dề. Nguyên một cái dề cáo là hình 15, 4 cây. Một dề, một phần cáo 4 cây này. Xin phép em được bán với giá là 150.000 cho hình này. Và hình tiếp theo là hình số 14 ạ. Số 14 này cô chú anh chị. Hình số 14 này là 4 cây to nhá cô chú anh chị nhá. 4 cây to này, trời ơi cái nụ này dài to mượt không. Hình này em xin phép được bán nó với giá là 160.000 cho hình này. Cây rất là to cô chú anh chị ạ. Cây rất là to luôn. À, nụ này, nụ dài không, nụ đỏ này, nụ đỏ rất là đẹp. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 13, hình này 4 cây ạ. 4 cây này 150.000. Và hình số 12, một cái cây một mẹ một con này đang nụ này, cái bản lá rất là to. Trời ơi cái bản lá này vừa to vừa tròn cô chú anh chị ạ, vừa to vừa tròn. Cây bên này nữa nhá, cây số 2 bên này nữa. Và hình này xin phép bán 180.000 ạ. Nguyên một dề đẹp mộng mơ cô chú anh chị ạ. Nguyên một dề rất là đẹp, hàng lá mít luôn. Mà bản lá dày cộp, lá tròn vo dày cộp luôn cô chú anh chị ạ. Rất là đẹp. Cái dề này có 2 này, 4 này, 5 cây cô chú anh chị nhá. 5 cây ở cái dề này rất là đẹp, cái bản lá vừa to vừa dày mà lại còn tròn nữa. Mà em thấy là cái mép cạnh này còn kẻ vàng, còn vàng vàng như kiểu như là hàng kẻ nữa cô chú anh chị ạ. Dạ. Dề rất là đẹp. Dề rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Dề rất là đẹp luôn ạ. Cái dề này xin phép được bán với giá là 280.000 nhá cô chú anh chị nhá. Dề này xin phép em bán 280.000 cho dề này đấy ạ. Và sang bên này đây là một cặp đôi có 2 cây ạ, bản lá rất là to. 2 cây bản lá cực kỳ là to luôn. Cây này không biết là bao nhiêu hoa đây. Cây này 3 hoa nhá cô chú anh chị nhá, 3 ngồng hoa. Năm trước chắc cũng 3 ngồng hoa luôn cô chú anh chị ạ. Nè, không bỏ lá chân, bản lá xếp rụt, dày rất là đẹp luôn. À, cô chú anh chị, người ta cắt đi vẫn còn có vài cái rễ ở đây nhá cô chú anh chị nhá. Thợ đi rừng người ta cắt bớt cái phần rễ đi này. Đây. Cây này 3 nụ nhá cô chú anh chị nhá. Bao nhiêu cặp lá? 2 4 2 này. 4 này, 6 này, 7 8 cặp lá. 2 4 6 8 cặp lá nhá cô chú anh chị nhá. 8 cặp lá, bản lá cân đối hai bên. Đẹp như vậy. Và cây bên này một cây nữa này. Cây này có một ngồng hoa. Cặp đôi này xin phép em bán là 250.000 nhá cô chú anh chị nhá. Sang bên này ạ. Là những chậu cáo mà em đã trồng thuần rồi. Cô chú anh chị nào mà không đủ tự tin ý, thì có thể lấy những chậu cáo này về treo và chờ chơi hoa luôn nhé cô chú anh chị nhé. Cái chậu này em gọi là chậu số 33, 210.000. Chậu số 34 với giá cũng 210.000. Chậu số 35 cực đẹp luôn ạ. Chậu số 35 cực đẹp luôn, toàn hàng lá xếp thôi. Xin phép, đây này nụ này, xếp rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Chậu này em xin phép được bán với giá là 200.000. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 36 với giá là 140.000. Chậu 36 này. 37 với giá là 220.000 ạ. Cực kỳ là sum xuê cô chú anh chị ạ. Và chậu số 38 ở đây sẽ là 140.000. Và chậu 39 là 150.000. Chậu số 40. Chậu 40 ạ. Với giá là 170.000 nhá. Cực đẹp luôn. Hàng lá xếp cực đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Và chậu tiếp theo là chậu 41 150.000.
Đẹp lắm ạ, đẹp. Ôi ôi, cái nụ dài không cô chú anh chị. Chắc chắn rằng những cây hoa cáo của vùng Cao Bằng mà trồng thuần tại vùng miền quê em, khi mà nó nở hoa ấy, không làm cô chú anh chị thất vọng đâu. Cái cần hoa của nó chắc chắn là sẽ rất là dài đẹp. Chỗ bên này này, một cây có một cây cây ngô đồng kèm theo trong này. Chậu này 140.000. Một trụ cáo, một cái tác phẩm phải nói như vậy ạ. Cô chú anh chị, cho cô chú anh chị nào sở hữu cái trụ cáo này, ít nhất là đang có 8 vòi bông. Em đếm sơ sơ đang thấy ít nhất là có 8 vòi bông ở dây rồi, 600.000. Bên này đây sẽ là mật ong khoái ạ. Mật ong khoái đây cô chú anh chị. Cho cô chú anh chị nào đang cần tìm đến mật ong chuẩn rừng đây cô chú anh chị nhé. Mở ra là thơm nước mũi rồi. Và những cái giọt mật ong vàng ươm ở trong vắt như thế này này, 1kg mật ong khoái này em đang bán với giá là 200.000. Hàng nguyên nguyên sáp, tuy nhiên thì mật rất là nhiều luôn cô chú anh chị ạ. Em không vắt bởi vì là để như vậy để cô chú anh chị thấy rằng là cái hàng này là hàng chuẩn rừng nhá cô chú anh chị nhá. 200.000 1kg. Dạ, bên này thì em có những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan này, vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông đồng giá 20.000 cho kg, rêu rừng 50.000 cho kg, dớn vụn 40.000 cho 1 kg của chú anh chị nhé. Dớn bảng kích cỡ là 13, kích cỡ là 20-30 với giá là 18.000, duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, hùng nguyễn 25.000 cho một lọ 5.000 trong cặp, atonic 12.000 trong gói nhé. Và cái dưỡng chất AB 80.000 cho một lọ, super thai hormone tăng trưởng 50.000 cho một lọ, B1 thái 40.000, B12 giải độc cho cây với giá 30.000 ạ. Liền da mỹ tiến 40.000, liền da sẹo đen là 50.000, siêu da dễ N3M 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tăng trọng có kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Thuốc đặc trị côn trùng với giá là 87.000 cho một lọ, và cắt tan đặc trị thối nhũn 40.000 cho một lọ, kinh kinh buôn đặc trị thối nhũn 25.000 một gói, chichodema 15.000 một gói ạ. Phân bón vi sinh kháng nấm, dây buộc lan chiều dài 100m, dao cắt kèm theo tiện dụng 35.000 một cuộn, và phân dê đã qua xử lý cung cấp giá trị dinh dưỡng trong thời gian rất là lâu dài mà không sợ ảnh hưởng cây cô chú anh chị, bởi vì đã qua xử lý rồi ạ. Em đang bán với giá là 18.000 một kg. Tinh dầu hồi với giá là 40.000 cho một lọ, có dạng treo, dạng năng lăn và dạng nhỏ giọt, hoàn toàn chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên cô chú anh chị nhé. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có ạ, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em dừng clip ở đây.